ái nữ ngàn tỷ, người thừa kế bí ẩn của tập đoàn Tân Hoàng Minh. Vào năm 2016, anh Sa, sinh năm 1994, khi ấy tròn 22 tuổi, là con gái của Hoa hậu Đền Hùng Giáng My, đã bất ngờ đăng tải hình ảnh thân thiết với đại gia Đỗ Anh Dũng. Cô viết caption ngắn gọn, Daddy, chính thức công khai danh phận là con gái út của chủ tịch tập đoàn Tân Hoàng Minh. Trả lời trước truyền thông, mẹ của anh Sa cho biết, câu chuyện gia đình giữa tôi và anh Dũng đã khép lại cách đây 20 năm. Tôi và anh Dũng đều đã có cuộc sống riêng của mình. Hai gia đình đều cố gắng nuôi con một cách tốt nhất, luôn thống nhất cách dạy con, chuyên cần học hành, tu dưỡng đạo đức, trở thành người công dân đẳng cấp của xã hội. Có thể nói trong số 3 người con nổi tiếng của chủ tịch tập đoàn Tân Hoàng Minh bao gồm Đỗ Hoàng Minh, được biết đến với tên Dennis Đỗ, Đỗ Hoàng Việt và anh Sa, thì người nhận được nhiều sự chú ý hơn cả là cô con gái út. Không phải vì thân phận đặc biệt, mà vì tài năng cũng như nhan sắc xinh đẹp của anh Sa. Từ nhỏ, anh Sa đã sinh sống cùng gia đình của bố, với hai anh trai cùng cha khác mẹ. Đó cũng chính là lý do mà cả ba vẫn luôn thân thiết và không có khoảng cách, còn riêng, còn chung. Ở lần nói chuyện về đời tư hiếm hoi trước truyền thông, anh Sa từng nói về gia đình mình với thái độ vô cùng trân trọng. Cả gia đình đi đâu cũng có nhau. Vào năm 2018, anh Sa cũng xuất hiện trong đám cưới anh hai Đỗ Hoàng Việt. Bên cạnh đó, ba Rizkid đình đám tập đoàn Tân Hoàng Minh cũng có nhiều bức ảnh chụp chung. Anh Sa cũng sớm được bố cho đi du học nhằm trang bị kiến thức để phụ trách những công việc của Tân Hoàng Minh sau này. Được biết, khi vừa đặt chân sang Mỹ du học ngành Marketing ở Đại học Lehigh, Philadelphia, anh Sa được bạn bè chọn là học sinh châu Á có nhan sắc nổi bật và ưu tú nhất trường. Tuy nhiên, bản thân anh Sa lại khá áp lực vì sợ bạn bè sẽ ghét mình. Ái nữ tập đoàn Tân Hoàng Minh có đam mê với thiết kế và kiến trúc. Một trong những điểm khiến dân mạng tiếc nuối nhất khi nhắc về anh Sa đó là khi cô quyết định đóng băng toàn bộ tài khoản mạng xã hội. Cũng giống như nhiều Rizkid khác, anh Sa từng có Instagram khoe ngập đồ hiệu. Không brand thời trang nổi tiếng nào trên thế giới mà ái nữ tập đoàn Tân Hoàng Minh không sở hữu. Tuy nhiên sau này, vì tránh bị soi mói đời tư, nên anh Sa đã hạn chế tối đa việc xuất hiện trước công chúng. Thỉnh thoảng cô mới xuất hiện trên Facebook của mẹ. Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của anh Sa vẫn luôn là đề tài bí mật, chưa từng được mang ra bàn tán. Hiện tại, anh Sa đã lập công ty riêng và vẫn hỗ trợ công việc kinh doanh của Tân Hoàng Minh, đúng như những gì cô đang học. Được biết, Tân Hoàng Minh luôn nằm trong top những tập đoàn kinh doanh bất động sản ở phân khúc cao cấp. Cơ nghiệp của đại gia Đỗ Anh Dũng đều nằm ở những khu đất vàng, đất kim cương, có tiếng tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.